chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. ngôi làng trồng bí đao khổng lồ ở Bình Định. Thưa quý vị, với trọng lượng 30 đến 60 kg mỗi trái, bí đao tại thôn Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định là sản phẩm hiếm nơi nào có được. Năm nay vườn bí đao có 100 gốc của gia đình ông Nguyễn Đình Giáo ở thôn Chánh Trạch 1 nặng triệu trái. Nông dân này kể, ngay trong bí đao này có từ lâu lắm rồi, chúng tôi không nóng rõ mốc thời gian ra đời, nhưng nghe đâu từ khi lập làng đã xuất hiện giống bí này. Rồi các thế hệ truyền nghề cho nhau, tại thôn Chánh Trạch 1 và 2, nhà nào trong giống bí này đều có hình dạng to lớn khác thường, vườn nhà tôi hiện có 100 trái, trái nặng nhất lên đến 50kg theo người dân trồng bí đao kích thước loại nông sản đặc biệt này có được nhờ vùng đất có thổ nhưỡng kỳ lạ tại đây ba bề núi bao bọc hướng mặt ra biển bên dưới mặt đất sở hữu mạch nước ngầm tốt Ông giáo cho hay nhiều người dân vùng khác đến xin hạt về để trồng nhưng không hiểu sao trọng lượng bí đao lại không khủng như ở đây. Vì vậy, họ đổ oan rằng mình cho giống xấu. Hôm trước có người ở thành phố Hồ Chí Minh về đây mua bí để triển lãm với giá 15.000 đồng trên 1 kg. Tôi may mắn bán được 3 trái, 43 kg mỗi trái, kiếm được gần 2 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Tống, phó thôn chánh Trạch Một, giống bí đao khổng lồ được người dân trồng từ tháng 11 âm lịch đến tháng 3 là thu hoạch, mỗi năm chỉ duy nhất một vụ. Ông Tống cho biết, năm nay gia đình tôi trồng 60 cây, thu hoạch được 60 trái trọng lượng từ 30 đến 50 kg. Tôi bán sớm nên giá chỉ được 4.300 đồng 1 kg, trừ chi phí cũng kiếm được hơn 5 triệu đồng. Sau khi thu hoạch trái, một đặc sản từ cây bí đao sức được ưa chuộng là nước bí. Nước được lấy từ thân cây bí sau khi thu hoạch, có cây thu được 1-2 đến 2 lít nước, mỗi lít bán được với giá 40.000 đồng. Theo người dân, nước bí dùng để thanh nhiệt giải độc và trị các loại bệnh thông thường như là lăng ben, hắc lào và cũng có thể để từ năm này qua năm khác mà không bị hỏng. Theo ông Phở Ngọc Bình, thôn Chánh Trạch 1, ngay trồng bí đao khổng lồ tốn rất nhiều công sức, đòi hỏi người nông dân phải tỉ mỉ trong từng công đoạn và làm theo đúng quy trình, để có bí trọng lượng khủng thì chỉ nên chọn một trái mỗi gốc và chú trọng khâu làm phân, nếu cẩn thận thì người trồng cần đào hố thật sâu rồi lấy phân xanh, lá cây để dưới lớp lót phân chuồng lên trên, lắp lại ủ trong vòng 5 đến 10 ngày. Sau đó gieo hạt, khi cây có hai lá mầm và độ cao chừng 50 cm thì mới đào xung quanh và đưa phân chuồng, xác bánh dầu, rải phân ure xuống hố. Khi nách có lá trễ đâm xuống bắt phân sẽ tươi tốt rất nhanh. Nhiều năm trở lại đây, người trồng bí khổng lồ đang có chút phấn khởi khi nhiều người thu mua từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An tìm về tận nơi để mua bí triển lãm với giá cao. Không chỉ có ưu thế bởi trọng lượng khủng, bí đao tại đây sau khi thu hoạch có thể để trong thời gian dài mà không bị hư hỏng nên người mua rất ưa chuộng. quả bơ khổng lồ cả nhà nhịn cơm chia nhau ăn không hết. Thưa quý vị tính giả thân mến, cơm vàng ươm, vị béo và dẻo, trọng lượng lên tới 1,2 đến 1,8 kg trên một quả, thậm chí có quả nặng 2,2 kg đang chế hàng mặc cho giá loại bơ khổng lồ này có giá lên tới 230.000 đến 420.000 đồng trên một quả. Bộ quả bơ này nhà bốn người chia nhau ăn khó mà hết được. Bộ đôi quả bơ ra để lấy phần cơm làm sinh tố cho cả nhà thưởng thức, chị Đào Ngọc Ánh ở Ngụy Như Con Tâm, Thanh Xuân Hà Nội khoe. Cơm vàng ươm, mùi thơm lại dẻo béo, quả này nặng 2,2 kg đủ làm sinh tố bơ cho cả nhà mình gồm 6 người. Xong để mua được loại bơ này chị phải đặt khá lâu bởi bơ khổng lồ thường xuyên cháy hàng. Chị Ánh cho biết chị đã ăn khá nhiều loại bơ, từ bơ Úc, bơ Mỹ cho đến loại bơ Đài Loan và các loại bơ Việt Nam. Nhưng bơ khổng lồ thành bích trồng ở Tây Nguyên là chị ấn tượng nhất. Quả bơ không những to lạ lùng mà phần cơm bên trong vàng ươm, vừa ăn, béo ngậy, vừa dẻo. Chị Ánh chia sẻ bơ này hiếm lắm, lần nào muốn ăn chị cũng phải đặt trước cả tuần, có lần còn phải đặt tận thông Tây Nguyên, chuyển ra Hà Nội với giá khả đắt đỏ, lên tới 190.000 đồng trên 1kg. Chị thường chọn loại quả to khủng nặng trên dưới 2 kg trên một quả, tính ra một quả bơ có giá khoảng 350 000 đến 400 000 đồng tùy trọng lượng. Năm quả bơ chỉ mua hôm qua nặng tới 9 kg, hết gần 1,8 triệu đồng cả tiền phí vận chuyển. Này chính bổ một quả bơ ra ăn phần cơm dày, ăn thơm ngon không chê vào đâu được. Anh Nguyễn Văn Tâm, chủ một cửa hàng trái cây sạch ở Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội cho biết, bơ thành bích hay còn gọi là bơ khổng lồ là một trong những loại bơ được khách hàng sành ăn ở Hà Nội cực kỳ chuộng mua về ăn. Thế nhưng, do nguồn cung ở trong Tây Nguyên chưa nhiều nên bơ giá khổng lồ này tương đối cao và thường xuyên cháy hàng. Theo anh Tâm, giống bơ khổng lồ này đã được nhân giống và trồng cách đây hai tập kỷ. Cha đẻ của giống bơ này là ông Trương Đức Thành, ngụ tại thị trấn Đắc Miêu, Đắc Miêu, Đắc Nông khi giống bơ ông sinh của nhà bố mẹ vợ về trồng trong vườn nhà cho quả to, nặng tới 1,3 đến 1,8 kg trên một quả. Về sau thấy bơ này thơm ngon, cho quả khủng nên người dân trong vùng đến sinh giống về trồng. Thời điểm hiện tại do cung không đủ cầu nên các cửa hàng hoa quả cũng phải lùng mua khắp các vùng Tây Nguyên để gom bơ về trả đơn cho khách, anh Tâm cho hay. Tương tự chị Nguyễn Thị Quỳnh Nhung ở Chư Sê Gia Lai cũng thừa nhận nguồn cung bơ khổng lồ thành bích khá hiếm, lái buôn cũng phải lùng mua khắp vùng. Chị cho hay, bơ này trọng lượng thường đạt từ 1,2 đến 1,8 kg trên một quả, thậm chí có quả nặng 2 đến 2,2 kg. Chúng thường được các cửa hàng hoa quả sạch nhập về cho khách sành ăn hoặc làm quà biếu. Như cửa hàng của chị Nhung chủ yếu là bỏ sĩ cho các mối ở tỉnh xa, đặc biệt là ở Hà Nội. Giá sĩ thường 45.000 đồng trên 1 kg, chưa bao gồm tiền cước vận chuyển. Theo đó, mỗi ngày chị gom được khoảng 5 đến 7 tạ bơ khổng lồ mà hàng về đến đâu, khách buôn lấy hết đến đó. Có thời điểm khan hiếm, khách buôn còn phải xếp hàng chờ mua. xuất hiện quả chuối khổng lồ dài gần 1 mét dân tình tranh cãi dữ dội thật hay đùa, quý vị thân mến theo bức ảnh của một người dùng có nick nem gm đăng tải à, dù chỉ mọc một quả thôi nhưng quả chuối lại có kích cỡ khổng lồ, ước chừng dài gần 1 mét. Cuốn của quả chuối thì mọc từ chính giữa ngọn cây trở ra. À, tuy quả chuối to nặng nhưng cây vẫn đứng thẳng, không siêu vẹo. Bức ảnh sau khi đăng tải trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với cây chuối độc lạ này và cho biết là chỉ cần ăn một quả này thôi cũng có thể no cả ngày, hoặc đem chia cho cả xóm, nhà nào ăn cũng no. Một người dùng có nickname HZH còn khẳng định cây chuối này kỳ lạ là có thật ở một vùng thuộc bờ biển phía bắc của tỉnh Aceh, một tỉnh lỵ của Indonesia nằm trên đảo Sumatra. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng hình ảnh quả chuối này chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi, bởi nếu so sánh giữa hai bức ảnh chụp gần và chụp xa thì kích cỡ của quả chuối so với lá chuối không tương xứng với nhau. Hơn nữa quả chuối to vậy cây chuối lại không có giá đỡ mà vẫn đứng thẳng thì khá vô lý. Dù chưa rõ thực hư về cây chuối kỳ lạ này nhưng trên thực tế cũng đã có một giống chuối khổng lồ có tên là Musa Ingens, khá hiếm ở vùng Papua New Guinea. cây có thể đạt tới chiều cao tối đa lên tới 18m, chu vi thân có thể lên tới 2m, ngang với thân cây cổ thụ và cho quả rất là to một buông chuối khi chín nặng từ 30 đến 60 kg, quả chuối chín có chiều dài khoảng 18 cm trên rộng khoảng 5 đến 6 cm. Dù quả to như vậy nhưng đáng tiếc là vị của chúng không ngon và có rất là nhiều hạt bên trong. Cây dưa hấu mắng nhất thế giới cho ra 131 quả một phụ. Quý vị tính giả thân mến, một cây dưa hấu bình thường cho ra từ 1 đến 4 quả một vụ, nhưng mới đây các nhà khoa học nông nghiệp làm việc tại đơn vị giống cây trồng ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã lai tạo thành công một cây dưa hấu cực mắng, có khả năng cho tới 131 quả chỉ trong 90 ngày. Nhiều người đã từng choán ván trước cây cà chua bạch tuột có đến 30.000 quả một cây thì nay lại sửng số với cây dưa hấu cho đến hơn trăm trái một vụ. Đây là cây dưa hấu đầu tiên trên thế giới cho số lượng quả nhiều đến vậy và đương nhiên nó được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness Thế Giới. Thông thường các cây dưa hấu khác có cho đến 10 trái trên một cây thì sau cùng cũng chỉ có vài trái khỏe nhất sống sót đến cuối cùng, còn lại đều khô héo dần và chết. Thế nhưng, nhà khoa học trên trâu và các cộng sự của ông đã trồng cây dưa sai quả nhất mà không quả nào bị hỏng. Không những cho năng suất cao, cây dưa hấu này còn phát triển nhanh chóng mặt. Nó được trồng trong một vườn ươm rộng 100m2 vào ngày 26 tháng 4. Đến ngày 1 tháng 5 thì cây bắt đầu hình thành và ra hoa vào ngày 1 tháng 6. Nó có 7 nhánh dây leo chính và khá nhiều nhánh vụ lan tỏa xung quanh. Nhánh cây dài nhất là 5m, phía cuối mọi nhánh đều cho ra một quả dư hấu. Đến ngày 1 tháng 7 là người ta có thể thu hoạch quả to nhất nặng 19kg và quả bé nhất nặng 5kg. Tính ra trọng lượng trung bình của mỗi quả dưa trên cây là 10kg. Giống cây dưa hấu này có tên mã là Tian Lung 1508, nó được giới thiệu là giống dưa có khả năng kháng bệnh cao và phát triển mạnh ngay cả trên đất cát. Ông Trân Trâu lưu ý về nhiệt độ nước tưới cho giống dưa này để cho năng suất cao nhất đó là công tử nước lạnh. Mỗi buổi sáng ông và đồng nghiệp lại dùng tay tách các nhánh dưa không để xoắn vào nhau. Hiện tại giống cây này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chưa được nhân rộng tổ chức sách kỷ lục Guinness thế giới đã trao tặng danh hiệu cây dưa hấu cho quả nhiều nhất trong một mùa vụ cho cây dưa hấu đặc biệt này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo